chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng chương trình hôm nay để tri ân những thầy cô giáo với sự nghiệp chồng người. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự với nội dung Nghề giáo thời 4.0. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ thầy giáo tổng phụ trách đội tiêu biểu Phạm Ngọc An, trường Trung học cơ sở Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Trong mục Nét đẹp xứ Nhãn, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị thầy giáo Đỗ Thanh Tùng, trường Trung học phổ thông Văn Giang, người đứng sau đỉnh Vinh Quang. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Có một người thầy tốt sẽ có nhiều thế hệ học trò tốt là câu nói về vai trò tầm quan trọng của người thầy. Vai trò của thầy cô giáo càng trở nên quan trọng khi mọi mặt, mọi lĩnh vực của cuộc sống đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Vậy dạy và học thời kỳ chuyển đổi số sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây. Hào hứng, thích thú chính là không khí thường thấy trong tiết học lịch sử tại trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Đây là sáng kiến bài giảng môn lịch sử của thầy giáo Vũ Trọng Uy đã được đánh giá rất cao. Em cảm thấy rất vui và hào hứng và thầy đã cho xem những cái video để thấu hiểu hơn về lịch sử. Thầy cho chơi những trò chơi, ôn lại bài cũ và bài mới nên là em cảm thấy rất thích thú về môn đó. Mình đã tập trung xây dựng cái phần mềm dạy học lịch sử cho học sinh, có rất nhiều các video về lịch sử, rồi là các cái trò chơi trực tuyến rất là thu hút các em, sẽ giúp các em nắm được các cái sự kiện lịch sử. Còn đối với thầy Vũ Văn Toàn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Yên Phú, công nghệ số đã giúp công tác quản lý chuyên môn của thầy cũng như ban giám hiệu thuận lợi hơn rất nhiều. Mặc dù là một trường đông học sinh với trên 1.500 em, hơn 60 giáo viên, nhưng ngày nào thầy cũng kiểm soát được việc lên lớp chuẩn bị bài giảng của đồng nghiệp, nắm bắt được việc học tập của học sinh. Tôi đang ngồi ở nhà, tôi đang đi hội họp vẫn có thể kiểm tra được bằng những cái phần mềm, bằng những ứng dụng. Còn giáo viên thì hiện nay là 100% sử dụng cái bài giảng e-learning, sử dụng phần mềm Byboy cũng như phần mềm Google Form đã mang lại cái chất lượng bài giảng học sinh rất là hứng thú. Từ năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Yên Mỹ đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai giáo dục STEM và ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR tại nhiều trường và cơ sở giáo dục trong toàn huyện. Trong đó, các trường đã mạnh dạn áp dụng sớm là tiểu học và trung học cơ sở Minh Châu, trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Thì cũng xuất hiện nhiều các đồng chí cán bộ giáo viên là khá tinh nhuệ về mặt nghiệp vụ và đã có những cái sản phẩm, chẳng hạn như là các cái bài giảng e-learning hoặc là những cái phần mềm sáng tạo phục vụ cho cái công việc thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn. Xã hội thay đổi, người thầy cũng phải nỗ lực thay đổi để thích ứng với thời đại và yêu cầu của công tác giảng dạy. Vậy với những thầy cô giáo U50 đã có bước chuyển đổi số như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây. Không, mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không? Không, cháu không muốn vào. Tại sao lại không vào? Mẹ mày dạo này làm ăn phát tài lắm, không còn như trước đâu. Không, cháu không muốn vào, cuối năm kiểu gì mẹ cháu cũng về. Đây là một tiết ngữ văn của cô giáo Bùi Thị Hương, trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Thường Kiệt. Khác với tiết học thông thường, các em được hóa thân vào nhân vật trong tác phẩm văn học, khiến cho không khí lớp học trở nên sôi nổi, hấp dẫn hơn. Cô đưa ra những cái hình ảnh ở trên màn hình chiếu thì em cảm thấy rất là dễ nhớ và rất là thích thú với môn học và các cái hoạt động mà cô đưa ra, làm cho em cảm thấy rất là hiểu bài và nhớ bài lâu hơn. Đây là một cái phương pháp mới và nó cũng làm cho tôi có cái cố gắng để mình làm sao mình đáp ứng được cái việc sử dụng công nghệ thông tin. Các cái hình ảnh minh họa ở trong bài giảng thì nó làm cho cái bài giảng của tôi sinh động và nó bớt đi cái phần khô khan. Sôi nổi hào hứng không kém là tiết khoa học tự nhiên của thầy giáo Đỗ Văn Hiền. Mặc dù đã 55 tuổi, nhưng việc cập nhật công nghệ trong giảng dạy của thầy Hiền không hề kém lớp trẻ với nhiều bài giảng hiện đại thu hút học sinh. Mỗi khi đến tiết học của thầy Hiền thì lớp chúng em cảm thấy rất là vui và thú vị vì dù thầy đã cứng tuổi nhưng mà các cách giảng dạy bằng công nghệ thông tin của thầy vẫn rất là tốt, giúp chúng em tiếp thu bài dễ hiểu hơn ạ. Có những cái ta không mô tả được bằng lời thì lên mạng internet, sau đó chuyển xuống bài giảng
thì nó rất là dễ dàng, và nhờ vậy mà cái chất lượng học tập và sự hứng thú của các em cũng rất là lên. Các thầy cô cũng áp dụng một cách rất là linh hoạt, phù hợp từng đối tượng học sinh, cũng có thể là gì, cùng một khối lớp, cùng một bài giảng, như lớp này các thầy cô lại áp dụng cái phương pháp này, lớp kia lại ở cái phương pháp kia. Chỉ tính hai cấp tiểu học và trung học cơ sở, huyện Yên Mỹ có 35 trường với 1.115 cán bộ giáo viên, trong đó số giáo viên trên 40 tuổi chiếm khoảng 52%. Vì vậy, việc hỗ trợ những giáo viên này thực hiện tốt chuyển đổi số là điều rất cần thiết. Khi mình triển khai đến các trường thì thống nhất với các đơn vị là quan tâm đến các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên lớn tuổi trong mọi điều kiện là tháo gỡ những khó khăn. Đồng thời ghi nhận những đồng chí mà lớn tuổi nhưng mà không ngại khó. Trong thời kỳ công nghệ số hóa, mối quan hệ giữa thầy và trò có nhiều thay đổi để thích nghi với thời đại, song vẫn đúng chuẩn mực và giữ gìn được văn hóa học đường. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động gắn kết giữa thầy và trò được tổ chức hàng tháng tại lớp 7D, trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ. Không khí vui vẻ, đong đầy yêu thương. Tôi phải bỏ cái suy nghĩ là mình đã 40 tuổi và đặt bản thân mình vào cái lứa tuổi của các con để có thể hiểu được là các con đang cảm thấy như thế nào. Mình phải xóa các con, phải tạo kèo với các con để các con xóa nhòa cái khoảng cách của một cái cô giáo nghiêm nghị. Và chỉ có khi đó thì các con mới thổ lộ được hết cái bản thân mình. Trong thời đại 4.0, nhiều người có suy nghĩ tình cảm thầy trò sẽ xa cách hơn. Nhưng ngược lại, với cô Thu lại là lợi thế. Đó không chỉ là những phần mềm giảng dạy hiện đại, thu hút, mà nó còn là cơ hội để giáo viên gần gũi, sát sao học sinh hơn. Mối liên hệ giữa học sinh, thầy cô, phụ huynh thêm gắn kết hơn thông qua các nền tảng xã hội. Và có lẽ vì thế mà đối với các em học sinh lớp 7D, cô giáo chủ nhiệm đã trở thành người bạn đáng tin cậy để chia sẻ mọi nỗi niềm ngoài vấn đề học tập. Giáo em, cô rất vui tính, cô có lối suy nghĩ rất trẻ trung nên mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn là em thường tìm đến cô để chia sẻ. Trước đây em hay nghĩ quá về vấn đề học tập nên em hay tự đặt ra mục tiêu quá lớn với bản thân. Từ đó em đã bị áp lực rất nhiều. Sau đó em đã được cô động viên và chia sẻ, cô thấu hiểu em. Và từ đó em đã đỡ hơn. Gia đình tôi có thể nhắn tin trực tiếp với cô qua Zalo hoặc những trang Messenger, hoặc là tương tác với những bài viết của con ở trên fanpage của nhà trường. Từ đó sẽ giúp con tích cực hơn trong hoạt động học tập. Đây cũng là những gì đội ngũ giáo viên trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã và đang xây dựng thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, bổ ích, tạo sự kết nối giữa cô và trò sau những giờ học căng thẳng. Qua các hoạt động của các con, từ tập luyện, từ sáng tác, thì tôi thấy một điều như này là chưa đánh giá đến thành tích của các con, nhưng là nguồn cảm hứng cho giáo viên, các thầy cô yêu nghề hơn. Các con đã tặng các thầy cô trong trường một cái món quà mà vô giá để tri ân các thầy cô thông qua các cái phong trào này. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học qua những hoạt động bổ ích, sáng tạo đã góp phần bồi đắp tình cảm thầy trò trong thời đại 4.0. Thế mới thấy, cho dù xã hội có thay đổi như thế nào, thì tình thầy trò vẫn là điều thiêng liêng, luôn được tôn trọng và trân quý. Yêu nghề, lại thêm cái duyên với hoạt động đội, thầy giáo Phạm Ngọc An, giáo viên âm nhạc, tổng phụ trách đội đã không ngừng rèn luyện, cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết của mình, góp phần không nhỏ cho những dấu ấn nổi bật trong hoạt động đội của trường Trung học cơ sở Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Qua đây em biết được sự hy sinh của cha ông để cho chúng ta đã có được ngôi trường và được học như ngày hôm nay ạ. Em biết thêm được nhiều về lịch sử của làng Tâm Nông hơn. Em sẽ cố gắng học hành thật tốt để xứng đáng với hy sinh của cha ông. Đó là cảm nhận của các em học sinh khi được thăm đình Tâm Nông và bia chiến thắng, địa chỉ đỏ cách mạng của xã Hưng Đạo. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực do thầy giáo Phạm Ngọc An tổ chức nhằm giáo dục những bài học lớn cho học sinh. Trong đó, tiêu biểu nhất là mô hình sân chơi dân gian đã được thầy An triển khai từ đầu năm học, không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian.
Dựa trên cái tình hình thực tế của nhà trường cũng như địa phương thì để áp dụng những cái hoạt động vừa sáng tạo vừa phù hợp nhất, rèn luyện những cái kỹ năng sống cho các em. Gia đình có truyền thống nghề giáo, cộng thêm đam mê với âm nhạc từ nhỏ, nên anh đã quyết tâm đến với sự nghiệp chồng người. Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, 15 năm là giáo viên âm nhạc, cũng là gần ấy năm thầy An kiêm vai trò tổng phụ trách đội. Dù công tác tại trường Trung học cơ sở An Viên hay Trung học cơ sở Hưng Đạo, thầy An luôn tích cực tham mưu với ban giám hiệu tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực cho học sinh như kế hoạch nhỏ, các công trình, phần việc thiếu nhi, nhà sử học nhỏ tuổi, vân vân. Từ bé đến giờ là cũng được đọc rất là nhiều sách và thực sự là cũng rất thích cái nghề này. Đặc biệt là cũng rất là may mắn khi mà được gia đình rất là ủng hộ. Khi mà đi dạy thì các thầy cô lãnh đạo cũng đã giao cho làm phong trào ngay từ những cái ngày đầu khi mà mới ra trường. Đây cũng là một cái nghề mà mình rất là ưa thích. Thầy An là có năng lực, nhiệt tình với công việc. Thì sau đợt Covid thì thầy có nhiều cái hoạt động trở lại. Thì nền nếp nhà trường thì thầy An phụ trách là tương đối tốt. Thể hiện là niên đội của nhà trường được tỉnh đoàn 2 năm liền tặng bằng khen. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự sáng tạo không ngừng, thầy giáo Phạm Ngọc An đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác tổng phụ trách đội của Trung ương Đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, vinh dự được tặng huy hiệu phụ trách giỏi, kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, nhà giáo tiêu biểu cấp tỉnh. Giáo viên duy nhất đoạt giải trong hai cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên. Thế nhưng, có lẽ phần thưởng cao quý nhất đối với thầy giáo Phạm Ngọc An chính là sự ghi nhận của đồng nghiệp, tình cảm yêu quý của các em học sinh và niềm vui bên gia đình nhỏ thân yêu. Đây mới là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những người thầy, người cô miệt mài cõng con chữ cho đời. Trên 40 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, trong vai trò là giáo viên môn giáo dục thể chất, huấn luyện viên đội tuyển thể thao, thầy giáo Đỗ Thanh Tùng, trường Trung học phổ thông Văn Giang đã phát hiện và đào tạo ra nhiều lứa vận động viên tài năng, đem về những thành tích cao trong các giải thể thao các cấp, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao của nhà trường cũng như huyện Văn Giang ngày càng phát triển. Công tác trong ngành giáo dục từ năm 1982 đến nay trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với tình yêu, nhiệt huyết và sự tận tâm với nghề, thầy Tùng đã lựa chọn gắn bó và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thầy đã phát hiện, bồi dưỡng ra nhiều những lứa vận động viên có tài năng, đóng góp cho đội tuyển thể thao của nhà trường, của huyện, tỉnh và tham gia giải thể thao các cấp, giành nhiều thành tích cao. Với sự dìu dắt của thầy, trong nhiều năm qua, trường Trung học phổ thông Văn Giang luôn là một trong những trường đứng đầu toàn tỉnh về phong trào thể dục thể thao với các môn thế mạnh như đẩy tạ, chạy, nhảy cao. Thầy Tùng là người dạy em môn giáo dục thể chất trên trường và cũng là người phát hiện ra tài năng của em. Và trong quá trình luyện tập, thầy đã chỉ giảng dạy rất là nhiệt tình, ân cần và chỉ bảo hộ em từng động tác một để có thể mang lại thành tích tốt nhất. 10 năm gần đây, chúng tôi luôn đạt giải nhất toàn đoàn. Cuộc giao quân nào thì nó đều có giải. Chúng tôi rất là sung sướng, thành tích riêng của các cháu nhưng cũng là thành tích chung của nhà trường và thích của tổ nhóm bộ môn thể dục chúng tôi. Không chỉ là một giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, với vai trò là tổ trưởng của tổ sinh công nghệ thể dục quốc phòng, thầy Tùng luôn là người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của tổ. Bên cạnh đó, với bề dày kinh nghiệm cũng như thế mạnh của mình, thầy còn thường xuyên dìu dắt, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp và động viên khích lệ mọi người cùng làm tốt công tác chuyên môn, góp phần đưa nhà trường ngày càng phát triển hơn. Thầy Đỗ Thanh Tùng là một thầy có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, đã dìu dắt chúng tôi và các đồng nghiệp, thầy rất là nhiệt tình. Với năng lực và niềm đam mê với nghề, thầy Đỗ Thanh Tùng sẽ tiếp tục cống hiến, truyền lửa cho đồng nghiệp và học sinh, góp phần đưa phong trào thể thao học đường của nhà trường, của huyện nhà, của tỉnh nhà càng phát triển. Thành tích thể thao của nhà trường cũng như của huyện Văn Giang không ngừng được nối tiếp với rất nhiều những thành tích cao qua các năm. Chỉ tính riêng năm 2022, tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, trường Trung học phổ thông Văn Giang đã giành được 5 huy chương vàng ở các nội dung. Sau hơn 40 năm công tác, thầy Tùng đã phát hiện và đào tạo ra nhiều những lứa học trò có tài năng, giúp họ phát huy thế mạnh của mình. Đến nay, đã có 3 học trò của thầy đã trở thành trọng tài cấp quốc gia và hàng chục người là trưởng khoa đào tạo của các trường đại học thể dục thể thao, là những giáo viên bộ môn giáo dục thể chất. Với những kết quả đã đạt được trong công tác giảng dạy và thành tích trong thi đấu, thầy Đỗ Thanh Tùng đã 2 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và rất nhiều những bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.